Rồi, xin chào tất cả các anh em nha. Video này mình sẽ hướng dẫn cho tất cả anh em nhận một token Chainlink. Một token này đã giá hiện tại là 8,76 đô cho một token. Một token này nó có lượng giao dịch là 646.023 ngàn người trong 24 giờ nha các bạn. Đây dư một token này đã list rất là nhiều sàn lớn, ví dụ như là Binance nè. Đâu một bạn nước xuống nè. Đây các bạn. Binance, Huobi, Rubank, Ray, Coinbase nó cho giao dịch chính ví điện tử Coinbase Pro luôn nè các bạn. Rồi, để tham gia dự án các bạn click chiếc phần link dưới video phần mô tả của mình và làm theo hướng dẫn của mình nhé. Rồi các bạn mở ví điện tử ra. Rồi các bạn bấm vào mục đăng ký nha các bạn. Đây là một cái ví điện tử từ dự án DeFi Net nha các bạn. Rồi, bạn bấm vào đăng ký nè. Rồi đây thì đăng ký rất là dễ dàng nha tất cả các bạn. Các bạn chỉ việc nhập cái mật khẩu từ 8 đến 20 ký tự có chữ viết qua, có số và cộng và ký hiệu đặc biệt nha các bạn. Rồi nhập lặp lại mật khẩu bấm đăng ký nha, vì mình mật khẩu mình che lại. Rồi bạn bấm vào nút đăng ký nè. Rồi các bạn chờ cho nó lót một chút xíu nha các bạn. Rồi sau khi các bạn lưu mật khẩu nha các bạn. Sau khi các bạn nhấp vào thì các bạn sẽ nhận được là một token này các bạn, khoảng 8 đô, yêu cầu gấp tiền gỡ cây rơm. Và các bạn đã nhận thêm là 2 triệu token MRX nha tất cả các bạn. Token này chưa đích sàn nha các bạn, từ một cái ví của nó thôi. Rồi các bạn đây thì nè. Các bạn lưu ý nha các bạn, đây là các bạn nhấp vào khóa cá nhân nè. Mình che lại nha các bạn. Các bạn nhấp vào nó có khóa cá nhân, nó có một cái mã zip cây, các bạn copy cái mã zip cây này đăng nhập nha các bạn. Vì mình che lại nha các bạn. Đây mình copy mình gửi qua bên cái tài liệu của mình nha các bạn. Wow. Rồi các bạn mình đã cắt cái khóa cái mã khóa cá nhân. Cái khóa cá nhân là sau khi là các bạn đăng nhập nha các bạn. Đăng nhập tham gia cuộc cho chúng cầu rồi. Để mình coi mình có rút tiền được không ạ? Rút tiền nè. Thời gian xác nhận ước tính 1 giờ, nhập địa chỉ Ethereum của bạn. Để mình lấy địa chỉ mình rút tiền thử cho tất cả các bạn coi xem thử được không nha các bạn. Mình dùng địa chỉ với ETH các bạn, ở với chút wallet các bạn nè. Hy vọng cái con này nó về một cái là các bạn. Cái đồng win test này, cộng. Rồi các bạn mở ví ra, các bạn lấy địa chỉ ETH này nha các bạn. Các bạn copy nè. Diện gì chơi nó về với chính của mình bán mới được nha các bạn. Các bạn nhập số bắt địa chỉ ETH của mình vào nè. Cái này thì mình cũng không biết rút về được không nha các bạn, mình chỉ test thử cho tất cả bạn thôi nha các bạn. Mình thấy dự án mới thì mình tìm hiểu. Mình vừa làm. Người dùng thân mến, để rút tiền bạn cần kích hoạt tài khoản của bạn, biện pháp đã thực hiện xác định nhiều tài khoản. Để kích hoạt tài khoản của bạn hãy đặt cọc tối thiểu là 2 đô. Rồi, các bạn muốn rút được thì các bạn gỡ vào cái địa chỉ này 2 đô. Đồng tròn là 80 tròn. À như vậy là các bạn gửi vào đây 80 tròn nha tất cả các bạn. Rồi các bạn rút tiền cái một cái đồng to cần đó. Rồi một sức cho mà chết. À bỏ đi. Rồi để mình coi có phần các bạn đây coi chuyện có chuyện nội bộ được không bạn. Nếu mà chuyện nội bộ được thì mình sẽ thu mua cho tất cả các bạn nha các bạn. Phan xin. Rồi các bạn chờ mình chút nha các bạn. Nó kêu mình chuyển nó tiền nội bộ nè các bạn. Cái đây thì các bạn nhập số tiền, ở đây thì một cái địa chỉ thứ hai của người nhận nha các bạn. Ở đây số tiền. Đây thì mình cũng chưa test thử nha các bạn. Vì mình không có tạo nó, mình mới có tạo một cái tài khoản mình hướng dẫn cho tất cả các bạn luôn các bạn. Vì chơi berry các bạn ăn được ăn được, mình cũng có mắc mắc gì rồi các bạn bấm vào cây rơm nữa. Thì mình test tại tiếp nhận hàng ngày và gửi thêm 5.000 mã thông báo điều kiện quỹ. Cái này thì đầu tư
dạng như ấy thôi. Rồi vậy cái này có bao nhiêu đây các bạn? Đây là một cái ví điện tử mới. Rồi các bạn nhấp vào chiến dịch giới thiệu nữa các bạn. Rồi các bạn nhấp vào đây, các bạn copy cái link ghép này mình chia sẻ cho bạn bè và người thân nha các bạn. Rồi ví của tôi đây là một cái ví mới thôi các bạn ơi. Nó có ra một cái chương trình rất là hấp dẫn tất cả các bạn. Ví của mình nè. Rồi vậy video mình đến đây kết thúc. Mọi thắc mắc gì không hiểu các bạn có để lại comment dưới mình trả lời cho tất cả các bạn. Hẹn các bạn vào những video clip tiếp theo thì mình nha.